em muội dẫn anh hai đi, giỏi hết sức chưa anh, em muội tập anh hai đi đó. Đi đi con. Trời ơi, giỏi giỏi, đi từ từ thôi, để anh hai té, con đi từ từ, chậm chậm thôi, dẫn anh hai đi từ từ nha. Trời ơi, giỏi quá, dễ thương quá à. Hai anh em tập đi kìa. Ôi trời ơi, giỏi giỏi, anh hai cố lên, cố lên, cố lên anh hai, cố lên. Rồi ngồi nghỉ mệt đi con, qua ghế đá ngồi nghỉ mệt nè. Rồi buông tay em ra. Rồi em muội ơi, anh hai mệt rồi đó, con đi lấy nước cho anh hai uống. Lấy khăn luôn nha con, lấy cái khăn ra chùi miệng anh hai luôn. Rồi đi từ từ để té á nha, bưng ra nước coi chừng đổ á. Ừ, đôi mẹ cầm cái khăn giùm cho. Rồi con bưng ca nước ra cho anh hai uống trước đi. Mang dép vô, mang dép vô, mang dép vô mới ra ngoài sân nha. Nha. Thôi, dẫn anh hai đi. Ừ. Rồi anh hai chảy nước miếng hả nè, khăn nè, con lau cho anh hai đi. Thương anh hai dễ sợ chưa? Dẫn anh hai đi, xong rồi cho anh hai uống nước. Rất không hút rồi. Rồi con. Rồi lấy ông hút khác cắm vô cho anh hai uống. Anh hai uống đi. Anh hai uống đi, anh hai tự uống đi. Em dịnh cái ca để anh hai dịnh không nổi đó con. Rồi con rờ cái ca, con dịnh cái ca cho anh hai uống rồi. Ôi em thương anh hai quá, biết chăm sóc anh hai đó, được nhờ rồi. Thấy chưa? Rồi anh hai uống xong chưa? Rồi. Rồi đưa ca đây mẹ cầm cho con. Rồi, rồi lau miệng cho anh hai luôn. Rồi, rồi. Giỏi. Giỏi chưa? Rồi đi nữa không? Đi nữa không? Hai đứa đi nữa không? Thôi con ngồi nghỉ mệt đi. Mùi ngồi nghỉ mệt, mùi cũng mệt nữa. Mùi có dép dép rồi. À, bỏ dép ra luôn đi. Thôi nha, chào tạm biệt các bạn nha. Chào biệt các bạn. Anh hai chào đi con. Máu. Ôi, máu nè. Máu ơi. Máu không chào.